Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình muốn chia sẻ video khu vườn chuối thống nhất thành phố Biên Hòa năm 2019. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng mình dạo một vòng xem qua nha. Hồi xưa ở đây là nguyên một khu vườn chuối các bạn, gồm các gia đình khó khăn bởi nằm giữa ranh giới hai phường, phường Quyết Thắng và phường Thống Nhất. Qua một thời gian thì do công ty DD săn lấp mặt bằng tái định cư khu nhà ở các bạn. Nhà liên kế có, nhà biệt thự có, nhà cao tầng có, và phá bỏ cái khu vườn chuối trở thành một cái khu dân cư đông đúc các bạn. Phía trước quý vị nhìn thấy đó là khu vườn chuối các bạn. Đó, bây giờ mình quẹo phải, đó còn lại những một mớ cây chuối nhỏ nhỏ thôi. Ở đó nguyên một vườn lớn lắm, phá bỏ giờ làm khu nhà liên kế tái định cư, khu dân cư đông đúc. Đó, đất còn cũng rất nhiều. Đó, đó, ngay đây, đây là ngay trung tâm khu vườn chuối các bạn. Do công ty DD săn lấp mặt bằng và tái định cư. Đất còn rộng thênh thang các bạn. Các bạn thấy đó, mấy đường này mốt sẽ băng thẳng vô, sẽ băng thẳng qua bên phường Quyết Thắng. Còn một bớt đất trống nữa là do chưa san lấp mặt bằng, chưa xong xuôi thủ tục, chắc chưa có thể xây cất các bạn.
Đó quý vị nhìn thấy phía sau ở cổng sau đó là bệnh viện Eto các bạn. Bây giờ đổi lại là bệnh viện Hoàng Mỹ. Cổng sau ở cổng trước nó nằm quay ra ngoài đường Võ Thị Sáu. Sau nhiều năm xây dựng thì khu vườn chuối này không còn nữa. Giờ trở thành là khu dân cư sầm uất. Nhà liên kế ở đông đúc, quá trời đông các bạn. Thấy còn đất trống vậy chứ mà người ta đã bu hết rồi các bạn. À, cũng có những miếng đất đang xây cất đó các bạn. Đó, ngay đây là cổng trước, đó là bệnh viện Eto các bạn. Đó, xe cứu thương. Bây giờ đổi là bệnh viện Hoàng Mỹ. Video đến đây đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Trân trọng kính chào tạm biệt. Bye bye.